Rồi, bóc vào luôn thôi. Đây, đóng gói hộp khá đơn giản. Ta sẽ có, không có cả hướng dẫn sử dụng luôn. Đây, chỉ có như này mà thôi. Có một cái dây sạc này, sạc này là micro USB nha, hơi đáng tiếc một chút nhưng mà giá rẻ thì dễ hiểu thôi. Đấy, trong hộp ta chỉ có dây sạc và đồng hồ thôi. Hết rồi. Đây có cái siêu này, bóc vào nhá. Bay siêu. Chính tươm rồi. Rồi, nhưng mà chính đây, trước khi bật lên ý và nói về thiết kế thì mình sẽ lắp sim và thẻ nhớ nhá. Này lắp được thế mà. Đây, tháo như này. Đó. Đây, kéo một pin ra này. Dưới một khay lắp sim và một khay lắp thẻ nhớ nhá. Ta dùng micro sim nhá. Cẩn thận một chút vì dây đây hơi lòng ngoằng này. Đứt dây pin là xong luôn. Rồi, vào rồi. Ok nha. Thẻ nhớ lắp ở đây này. Thiết kế này hơi khó lắp tí nhá. Và ấn vào nha. Ok, thẻ nhớ vào nhá. Rồi, đặt pin lại và đóng nắp vào thôi. Dây không ở đây, đây là này quá. Đó, lên luôn rồi nhá. Nói qua một miếng kế nhá. Chỉ ở trước này là một mình nhỏ nhỏ này. Bên phải là nút Instagram giống chữ Apple Watch. Cái này xoay được nhưng mà xoay chảy làm gì cả. Chỉ bấm thôi nha. Đây, bấm để tắt bật này. Và bên dưới là một lỗ mic nhá. Cạnh bên trái có một cổng sạc micro USB nha. Đây, đó. Khá là cổ rồi nhưng nó rẻ thì dễ hiểu thôi. Và mặt sau thì là một cái nắp bằng nhựa thôi. Trang trí vào thôi. Phần dây đeo silicone sờ khá là mềm và chất này đeo khá thích nha. Dây này hoàn toàn thay thế được này. Đây. Tháo ra thay thế bình thường nha. Bên này cũng vậy. Đó, rất là dễ dàng luôn. Rồi, giờ sẽ đeo đồng hồ lên tay nhá. Đây, lên tay trông như này. Kích thước của nó bằng với Apple Watch 4mm nha. Và tiếp theo về chức năng thì đồng hồ này cũng khả năng đổi mặt đồng hồ nha. Để mà đổi thì cần bấm lên này. Đó, một mặt này, hai mặt. 3 4 5 6 7 7 mặt đồng hồ nha. Và việc đổi này có vẻ hơi chậm một tí. Mình sẽ chọn mặt này để nhìn rõ màn hình nhá. Sóng ngon lành này. Và máy này thì đầy đủ tiếng Việt rồi nha. Đây, tiếng Việt đầy đủ ngon lành luôn. Ồ, được phết nhỉ. Và để vào menu chính ý, ta sẽ vuốt nhá. Vuốt chiều nào cũng được nhá. Vuốt này cũng được này. Như này cũng được. Như này cũng được này. Từ trên xuống cũng được luôn. Đấy, cơ bản là chỉ cần vuốt là sẽ vào menu chính nhá. Và menu chính sẽ trong hai dạng nhá. Dạng 1 là dạng truyền thống 4 ký tự như này, 4 icon như này. Dạng thứ 2 là ta vào đây multi style nha, bấm vào và chọn AD Breath này. Đây, xong, ok. Đó, ta chuyển được menu bong bóng của Apple Watch nha. Tuy nhiên, do này giá rẻ nên chip lại yếu ấy, ta vuốt nó chỉ được như này thôi, không quá là mượt đâu. Cái này thì tùy sở thích nhá. Có người sẽ thích dùng menu bóng, có người thì sẽ thích dùng cái mặc định của nó. Mình sẽ dùng cái mặc định 4 icon nhá. Rồi, vào các chương chính thì đầu tiên là danh bạ này. Đây, nó hiện đầu tiên là danh bạ trên sim nhá. Đấy, trên sim mình chỉ có 3 danh bạ này thôi. Và cái hai là danh bạ trên Bluetooth. Thì lát nữa phải kết nối mới có cơ. Nếu mà không kết nối thì chỉ xem danh bạ trên sim thôi. Hoặc là ta có thể thêm được một danh bạ nhá. Ví dụ mình thêm thử danh bạ là hoãn chẳng hạn. Bàn phím hơi ngày xưa một tí nhá. Số điện thoại ví dụ như kiểu 113 chẳng hạn nhá. Đó, và chọn lưu này. Lưu lại. Đó, lập tức là có thêm số mới luôn. Cái này ấy, anh em nào mà muốn mua cho con cái để dùng thì hoàn toàn ok nha. Có thể thêm danh bạ để bé gọi nhanh về nhà được. Trở lại này, cảm ứng ngon phết. Cái thứ hai là trình cuộc gọi nha. Mình sẽ gọi thử nhá. Gọi tổng đài Viettel này, 198 này. Gọi này. Ta sẽ có hai lựa chọn nhá. Gọi bằng điện thoại hoặc là gọi bằng Bluetooth. Gọi bằng điện thoại tức là gọi bằng bản thân của chiếc đồng hồ này. Còn nếu gọi bằng Bluetooth đây thì là sẽ kết nối với lại điện thoại của mình. Và gọi thông qua đó nhá, mình sẽ ấn gọi điện thoại này. Ok. Đây, bật loa xem nào. Tăng âm lượng này. Loa khá rõ chứ nhỉ. Có các ghi âm luôn này. Năm. Loa tôi mới rõ nhỉ. Alo chị bên Viettel đúng không chị? Chị có nghe rõ nói gì không nhỉ? À không, em mới mượn thôi, em chỉ muốn test cái mic thôi. Cảm ơn chị nhá, chúc chị một ngày vui vẻ. Vâng, chào chị nhá. Ok, như vậy là hoàn toàn là gọi ok, nghe gọi rõ ràng nhá. Mặc dù đồng hồ chỉ có 300 ngàn thôi, nhưng mà gọi các thứ hoàn toàn ok luôn. Loa cũng khá là rõ nhá. Tiếp theo là trung tâm cuộc gọi này. Trong này sẽ có nhật ký cuộc gọi nhá. Đây, mọi cuộc gọi này. Đấy, tất cả những gọi mình có gọi nó sẽ hiện ở đây nhá.
198 này, đầy đủ phết. Tiếp theo là cài đặt cuộc gọi thì là một số cái cài đặt về cuộc gọi mà thôi, không trọng lắm nhá. Tiếp theo là tin nhắn nha. Đây, tin nhắn đến cái SIM này lập tức là có đây luôn. Đó. Này hiện được cả tin nhắn ở trên điện thoại cơ, nhưng mà phải kết nối thì mới có cơ nhá. Lát nữa mình cho anh em xem sau. Đây, tin nhắn trong điện thoại thì nó hiện được đây. Khá đầy đủ này. Đó, ngon lành phết nhở. Nhắn thử một tin thế nào. Đây, bàn phím T9 ngày xưa này, phím khá nhỏ nhưng bấm vẫn được nha. Và con này có cả nhắn tin tiếng Việt luôn đấy. Ôi đỉnh thực sự ạ. Đây, tiếng Việt này. Đấy. Hello anh em Hoãng đây nhá. Hello phết của nhắn phím này, nhắn chả quen gì cả. Đó. Nhắn được một tiếng Việt đầy đủ dấu luôn. Tuy nhiên, gõ dấu hơi cực một tí. Và nói chung ấy, thì nếu em nào mà nhắn tin phải nhắn tin cho con này thì nên là nhắn bằng tiếng Việt không dấu thôi. Có dấu cực lắm. Gửi tin nhắn này, đã được chọn nhá, hoặc nhập số hoặc là gửi danh bạ, mình chọn nhập số nhá. Rồi, gửi này. Gửi nha. Đây. Xem này có nhận được tin nhắn không nào. Đã gửi này. Đó, nhận luôn nha. Hello anh em, Hoãng đây. Đó. Tiếng Việt ngon lành luôn nha anh em. Nhắn được cả tin luôn, đỉnh thật. Tiếp theo là một số tin nhắn khác như kiểu là máy tính này. Đây, bấm thử xem nào. Đấy. À, kết quả chắc là chuẩn nhỉ. Tiếp theo là ghi âm này. Đây. Không đủ không gian lưu trữ à? Thử chắc là đang vào máy, thử đây. Chuyển sang lưu thẻ nhớ nhá. Chất lượng cao luôn này. Đây, lưu lại nhá. Rồi. Ghi âm này. Đây. Mình đang ghi âm bằng con đồng hồ C500 giá 300k, 299k mà mình mua trên Shopee thì không biết chất lượng vừa mình nào. Ok, nghe lại nha. Đó, em nghe không? Tiếng hơi nhỏ nhỉ? Tiếng hơi nhỏ một tí nhá. Và phải ghé sát tai thì mới nghe được. Nữa là tiếng chuông là báo thức đấy. Đây, báo thức này, hoàn toàn thì chỉnh sửa được để loa nó kêu và gọi mình dậy nhá. Tiếp theo là theo giấc ngủ này. Đây, theo giấc ngủ luôn. Tuy nhiên thì con này không cảm nhiễm tim thì mình chẳng hiểu theo dõi để làm cái gì, cho vui thôi. Cái nữa là cấu hình người dùng thì chỉnh nút chuông, im lặng, hội nghị các thứ giống mấy cái máy Nokia ngày xưa nhỉ. Ở đây có cả quản lý file này. Quản lý file bấm vào thì trong máy không có gì rồi. Bấm thẻ nhớ nhá. Thẻ nhớ mình sẽ có ảnh và nhạc. Đây, ảnh đây. Bấm vào. Đấy. Ảnh này chắc là nhẹ nên xem được. Ảnh mà nãy chắc nặng không xem được. Không hiểu kiểu gì. Đây, ảnh này thì lại không xem được này. Đấy, ảnh này thì sẽ xem được nhưng mà rất lâu. Đây. Em thấy không? Tức là đồng hồ này nhá, nó xem được ảnh, đây, nhưng mà không zoom được. Nó xem được ảnh, nhưng mà ảnh nặng quá thì nó không lốt được. Chỉ lốt những ảnh kiểu vừa vừa như thế thôi. Ảnh nặng thì nó lại không xem được này. Đây chẳng hạn, đấy, không xem được nha. Cho nên ý, con này xem được ảnh, nhưng mà chỉ những ảnh nào mà nó nhẹ thì mới xem được thôi. Còn nặng quá thì con chip này không tải được, không xem được nha. Chắc phải nhớ của mình có nha, bấm vào nó phát được cả nhạc luôn này. Đó, em nghe được không? Wow, phát được nhạc luôn nha. Tự phát nhạc nhá, xịn phết nhở, 300.000 ạ, rồi ơi. Tiếp theo sẽ có là phần lịch này, đây.
ràng là tính năng của đồng hồ này cũng không có mạng, cho nên mình nghĩ cái việc có 2G này cũng không có ý nghĩa gì cả, bỏ qua nha. Cuối cùng là kết nối và thông báo thì lát nữa mình nói sau nhá. Thông báo thì sẽ có thông báo của tin nhắn và cuộc gọi này. Đây, tin nhắn thì sẽ báo pop-up như này và cuộc gọi thì sẽ báo thôi, không có gì cả. Và xong rồi, đó tất cả tính năng độc lập của chiếc C500 nha. Điểm kết nối ta cần quét mã QR này. Đây, khi quét mã thì sang ứng dụng này ở trên Google Play nha. Nó tên là United Power Bluetooth Notification và mình đã cài rồi, mình sẽ mở ra này. Bật thông báo nữa nha. À đây mình bật rồi. Ok. Và để kết nối mình vào phần Bluetooth này. Đây. Ngon chưa? Tiếp theo là dùng đồng hồ để lấy SIM điện thoại gọi nha. Đây, em nhìn này. 900 chẳng hạn nhá. Gọi này. Đấy, đường gọi bằng BT nha. Này. Chú ý tự gọi nhá. Đó, tự gọi luôn. Ngon không? Và nói chuyện được thông qua đồng hồ nhá, chứ không cần phải gọi bằng điện thoại nữa. Rất là ngon. Lịch sử cuộc gọi điện thoại cũng ở đây luôn này. Đây. Đó, em thấy không? Đây. Đó, mọi cuộc gọi mình gọi bằng điện thoại nó ở đấy luôn nhá. Tự nhiên mình có gọi đến máy này nhá thì cả hai bên đều báo này. Đây, thấy không? Báo gần như tức thì luôn, rất là nhanh nha. Tiếp theo là khả năng điều khiển nhạc, điều khiển clip ở trên cái chiếc đồng hồ này. Đây, hiện tại là nghe YouTube này, nó hiện luôn này, theo nét vẽ này, đấy clip của mình này. Tiếp tục này, thấy không? Rất là nhanh luôn. Tiếng phát ra từ đồng hồ nhá. Chuyển sang clip mới này. Đó, ngon lành luôn. Trở về này. Tăng giảm âm lượng này. Tăng giảm âm lượng này là của đồng hồ nhá, không phải là của điện thoại nhá. Và đó là tất cả tính năng của chiếc đồng hồ C500 này nhá. Cuối cùng là thời lượng pin thì chiếc C500 này, thời lượng pin của nó ấy, không quá trâu đâu. Nếu mà dùng nhiều nhá thì pin được gần một ngày, còn nếu mà dùng ít thôi thì pin khoảng tầm hơn một ngày một chút nhá. Nói chung là tạm đủ dùng thôi, không có gì nổi bật cả. Em cân nhắc nhá. Ok, như vậy thì xong chiếc sửa ngoan giá rẻ C500 này rồi. Và nhìn chung ấy, ở mức giá 300 ngàn của nó, nếu mà anh em đang tìm cầm cố ấy, đó thì cái đẹp có thể lắp SIM nghe gọi hoạt động độc lập như chiếc điện thoại mà không quá quan tâm đến khả năng kết nối hay là các tính năng về sức khỏe, còn đơn giản là mua cho bé đeo đi học chẳng hạn. Đây là một sản phẩm tuyệt vời.